cho rằng là những lời giải thích của anh Hoài Linh là không thỏa đáng. Anh Hoài Linh bám vào cái cốt, đó là cái việc công khai cái số tài khoản và số tiền đã nhận được, và bây giờ lại tiếp tục công khai số tiền còn lại trong tài khoản và gọi đó là minh bạch. Điều này đúng nhưng không đủ. Thứ nhất, sự minh bạch của một cái chương trình vận động từ thiện nó không chỉ là minh bạch về số tiền, mà phải minh bạch về đối tượng thụ hưởng, minh bạch về thời gian vận động và thời gian chấm dứt vận động, minh bạch về cách thức sẽ hỗ trợ, và minh bạch cao nhất là mục tiêu hỗ trợ. Thời điểm kêu gọi, anh Hoài Linh nói rằng là mọi người hãy giúp đồng bào miền Trung. Hoài Linh kêu gọi giúp cái ngặt chứ không giúp cái nghèo. Cái ngặt chúng ta được hiểu là trong thời điểm mà người miền Trung đang phải hứng chịu bão lũ, đang phải màn trời chiếu đất, đang phải thiếu ăn thiếu mặc. Và như vậy cái chữ ngặt này có thể hiểu rằng là nó là tức thời, nó là cứu trợ khẩn cấp. Và bây giờ sau 7 tháng, nếu mà lấy cái mốc là ngày kêu gọi là ngày 20 tháng 10 năm 2020, thì hôm nay đã là ngày 25 tháng 5 năm 2021. Như vậy là sau 7 tháng 5 ngày rồi và vẫn chưa trao, thì sự minh bạch đó không còn nữa. Thứ hai là tính kịp thời của cuộc cứu trợ khẩn cấp cũng không còn, tức là mục đích hỗ trợ ban đầu đã không được đáp ứng. Và cái thứ ba, sự minh bạch của anh Hoài Linh là chỉ minh bạch sau khi báo chí và mạng xã hội lên tiếng nhiều ngày và không thể không lên tiếng thì anh ấy mới nói. Như vậy giải thích của anh Hoài Linh ở đây là không thỏa đáng. Tòa đúng một mình thôi đó, đi hiên ngang như quý vị. Chừng nào mà em ra tòa em sẽ thông báo cho toàn nước biết để ủng hộ em chứ quý vị. Ai yêu mến em thì ra tòa chung với em. Em không phải là bị cáo đâu mà em là bị hại. Em là bị hại chứ đừng có biến thành bị cáo nha quý vị.